Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách in chèn bìa vô tài liệu nha anh chị, gắt điện lại nha anh chị. Các anh chị in xong rồi anh chị cứ đem qua đóng thôi, nó tự nó cắt bìa luôn anh chị, rất là thuận lợi trên dòng máy đôi của ba anh chị. Tự chia cho anh chị luôn, tự chắc luôn. Rồi em sẽ qua máy tính em chỉ cho các anh chị cách mà in nha anh chị. Em sẽ đi qua máy tính. Trước khi in từ bên máy tính qua bên máy photo thì mình anh chị vô mở file nó ra nha anh chị. File Word hay file PDF gì cũng được nha anh chị. Cái file nó rồi xong rồi anh chị bấm Ctrl B để mình in đó anh chị. Mà trước khi in đó là anh chị phải bắt buộc phải có một cái tờ bìa nữa anh chị, tờ bìa đầu nó mới ra được. Còn nếu mà cái file nào mà anh chị nào mà không có bìa á thì anh chị bấm Enter xuống anh chị tạo thêm cái bìa riêng cho nó đó. Bắt buộc phải có cái tờ bìa đầu, còn tờ đích thì không cần cũng được đó. Đích khỏi cần. Rồi xong anh chị bấm Ctrl B, Ctrl B xong nó hiện ra giao diện này. Rồi xong anh chị chọn máy đó. Trước tiên thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị cái dòng Toshiba trước nha anh chị. Rồi anh chị chọn máy Toshiba xong rồi anh chị vô đây. Đó. Xong rồi anh chị chọn cho nó cái khay để mà nó chạy chạy giấy trắng nha anh chị. Đó. Mình chọn khay 2. Nói chung là khay nào cũng được. Cái khay nào mà anh chị để giấy trắng á thì anh chị chọn nó. Đó, khay 2. Như máy em thì khay 2, em chọn khay 2. Xong rồi anh chị chọn hai mặt. Đó, hai mặt file của người ta yêu cầu hai mặt thì anh chị bấm vô hai mặt, còn anh chị nào mà một mặt thì anh chị để một mặt. Đó, em quen thì hai mặt thì em chọn hai mặt. Xong rồi anh chị vào đây. Đó, anh chị vào đây xong rồi anh chị chọn cái bìa đầu tiên, anh chị nhấp vô. Đây là cái mặt bìa đầu tiên. Đó, rồi xong rồi anh chị chọn khay cho nó. Khay nào cũng được, 1 2 3 4 5 đó. Cái khay tay cũng được. Anh chị nào mà để bìa khay nào thì anh chị chọn khay đó. Nhưng cái máy của em thì em để bìa khay 1 thì em sẽ chọn khay 1 đó. Còn bên đây là cái gì, là cũng như là cái bìa của anh chị đó. Hiện tại là nó không có chữ đó. Anh chị muốn có chữ trên mặt đầu tiên thì nó hiện lên có chữ đó. Anh chị muốn cái tờ bìa mà có chữ hai mặt luôn á thì anh chị nhấp xuống cái hàng cuối cùng. Còn một mặt ở trên đó thì anh chị chọn ở đây đó. Anh chạy một bìa thì chữ ở trên thôi, mình chọn ở đây. Xong rồi tới cái bìa đích, bìa đích anh chị nhấp xuống đây. Xong rồi anh chị chọn khay cho nó luôn, cũng vẫn là khay bìa đó luôn. Khay nào anh chị để bìa thì anh chị nhấp vô khay đó. Xong rồi anh chị chọn cho nó cái đích. Thì thường mình không có bìa, không có có chữ thì mình đổi để, còn nếu có chữ thì anh chị nhấp nó vô, còn không thì thôi đó. Nếu hai mặt thì để nó luôn, còn thằng không thì mình để không. Xong rồi anh chị bấm in đó, mình coi lại kỹ trên cái đi rồi mình bấm in đó. Xong rồi mình bấm in nó ra, mình bấm số lượng nhiều cuốn đó, 100 cuốn rồi đó, rồi mình in nó ra là tự động nó tự nó nhận nhận bìa rồi xong nó ra cuốn nó chia bỏ cho anh chị luôn, rất là tiện lợi. Nhưng đặc điểm quan trọng của này anh chị, có một số anh chị in không được là ngay chân chỗ đây, cái đây của anh chị nhiều khi anh chị cài vô á cái chân chỗ như này nó không hiện ra tư mà nó hiện khẩu letter, bắt buộc anh chị phải chỉnh lại khẩu A4. Ví dụ như cái khay của anh chị chọn cái khay gì đó thì mình chọn, chứ nếu mà trên máy mà nó hiện chỗ letter là anh chị in không được nha anh chị. Để em sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách cài đó luôn. Xong anh chị vô trong cái đây mở máy của anh chị, xong anh chị bấm đây, bấm chuột phải nha, chuột phải anh chị vô hàng này đó. Rồi xong anh chị chọn cái hàng cuối cùng nó luôn đó.
ở đây là gì, ở đây là em tắt rồi, ở đây là nó hiện cây thùng nè, thấy không, cái tơ cây hùng nè. Mà của em xài 4 cây thì em không có chọn cây hùng đó. Ở đây là mấy cái sọt đó, em tắt nè, rồi xong rồi mình chọn cây nó là mình chọn cây nó đây đó. Nó ở đây hai cây A4, xong mình chọn nó lại thôi AG nó A3, mình đổi nó lại A5 B4 được nó, xong rồi anh chị ok đó, rồi xong mình chị apply nó, thấy không, nó nhớ luôn á anh chị, à nó nhớ rồi nè anh chị, rồi anh chị bấm ok đó. Đó vậy thôi, xong rồi em sẽ hướng dẫn cho anh chị dùng máy eco luôn nha anh chị, cũng y gan vậy luôn, file cũng y gan luôn, phải có mặt điểm gì luôn. Rồi xong rồi anh chị bấm Ctrl B, Ctrl B xong rồi anh chị chọn máy eco, xong rồi anh chị chọn cho đây nó giao diện của eco nó gì, xong rồi anh chị chọn cho nó hai mặt, khách yêu cầu một mặt thì anh chị một mặt, hai mặt thì anh chị chọn hai mặt, xong rồi anh chị vào chọn cho nó cái khay để mình anh chị mình chạy giấy trắng của mình, thường thường anh chị chạy giấy trắng nào thì chọn cái đó đó. Xong rồi anh chị xuống lên đây, cái anh chị chọn chụp bìa trên và bìa dưới đó, nó bìa trên bìa dưới là nó sẽ hiện đúng không anh chị, nó hiện xong rồi ở trên nè, cái bìa trên nè là anh chị muốn có chữ thì anh chị nhấp xuống đây đó, có chữ một mặt, còn anh chị muốn có chữ hai mặt thì anh chị chọn ở đây, mà cái bìa thì một mặt thì mình chọn ở đây. Xong rồi tới cái bìa dưới, tới bìa dưới cái bìa đầu nè, cái bìa đầu mình chọn khay cho nó trước đi đó, cái bìa nào á các anh chị mà chọn để cái bìa nào mà để bên khay nào á thì anh chị để vô khay đó, cũng như cái bìa anh chị để bên khay tay đi là anh chị chọn khay tay, mà đa số người anh chị dạy giấy cứng anh chị chọn khay tay đi cho nó chắc chắc ăn hơn, còn chạy giấy thường anh chị chạy để khay cũng vẫn được. Xong rồi tới bìa đích đó, bìa đích này thấy không, anh chị muốn có chữ thì nó có chữ, còn không có chữ anh chị bỏ nó đi. À, xong rồi anh chị chọn cho nó cái khay luôn đó, khay tay, xong rồi nó tự động nó nhận hết, rồi xong anh chị bấm ok, rồi anh chị bấm số lượng, rồi anh chị in ra cho thôi nó gì đó. Rồi để em qua bên máy photo em sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách mà photo trên máy Toshiba luôn nha anh chị. Cái video trước thì em sẽ hướng dẫn trên dòng Nikon rồi, bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách chạy trên photo trên máy Toshiba luôn nha anh chị. Để em vào máy em sẽ hướng dẫn cho anh chị. Trước khi anh chị chạy chèn bìa trên máy Toshiba thì anh chị phải bỏ gốc nè, đó, có cái bìa nha anh chị đó. Xong rồi anh chị để lên nắp, để nắp chạy cho nó nhanh. Rồi xong rồi anh chị chọn cây hai là giấy A4 trắng của mình đó. Xong rồi anh chị chọn hai mặt, chị sọt rồi, xong rồi anh chị chọn cái đây, anh chị chọn hàng cuối cùng, xong nó bắt buộc anh chị này không phải để giấy vào khay này không đó, rồi anh chị để giấy vào khay nó, để giấy vào khay nó, xong để giấy vào khay nó hiện lên, cái anh chị chọn hai cái anh chị nhét đó, rồi xong rồi anh chị để lên nắp anh chị chạy thôi, tại em quay một mình nó hơi khó anh chị đó. Vui đây em đang chụp bề anh chị, chắc là nhanh nhất tiện lợi anh chị, không phải anh chị chơi việc đóng cuốn thôi, nó tự chia bộ cho anh chị luôn thấy không. Đây em cuốn nha, rồi xong rồi thêm cuốn nữa, nó tự nó chia cho anh chị luôn, rất là khỏe anh chị. Phần chia sẻ in chèn bìa và photo chèn bìa đến đây đã xong anh chị. Anh chị giúp em like video và đăng ký kênh ủng hộ em nghe anh chị, đừng cho em có động lực làm thêm những video mới nữa. Anh chị nào mà không biết về vấn đề gì anh chị cứ bình luận dưới đi, em sẽ ra sớm video cho anh chị xem nha anh chị. Cảm ơn anh chị rất nhiều.